Cơm sườn đi chị ơi. Có bị không? Có chị. Sườn chị xắt ra giùm em luôn nha, sườn mà thịt á. Ê, ngồi đâu? Không kêu thịt không mà, không có sườn. Ê, sườn sao đó? Thôi để gì đi. Tổng em ơi, quá này gì đi. Tổng không á. Đổ vậy hả? Ừ, không có sườn mà, anh bạn. Rồi.